Vâng, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh channel Dream GT. Và hôm nay thì mình sẽ trả lời một câu hỏi khá là thú vị. Và câu này thì mình tin chắc rằng rất là hữu ích cho tất cả bạn xem video này. Đó là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của một bạn về một vấn đề, đó là SEO tốt và SEO đề xuất thì cái nào quan trọng. Và hôm nay thì mình sẽ trả lời cho các bạn một cách đó là ngắn gọn và súc tích nhất. Ở đây thì các bạn đã hiểu về cái việc SEO tốt như thế nào rồi, SEO đề xuất như thế nào rồi. Đó là một cái vấn đề mà các bạn nào mà chưa hiểu thì lời khuyên ngắn gọn súc tích nhất cho các bạn đó là SEO Google. Còn khi các bạn muốn phân tích một cách rõ hơn thì các bạn hãy xem video này. Việc đầu tiên đó là SEO top. Quan trọng với SEO top thì cái gì quan trọng? Thì chia sẻ bạn đó là web. SEO đề xuất thì đối với thằng nào quan trọng? Đó là thằng YouTube. Và các bạn phải hiểu một cái điều rằng là khi chúng ta đi làm web thì chúng ta càng đứng top đầu thì chúng ta càng bán được nhiều hàng, chúng ta càng có khách hàng. Lượng người họ tìm kiếm nhiều và chúng ta mãi cứ đứng top đầu thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy rằng một cái điểm thế mạnh của web và kiếm tiền trên web thì nó khác với YouTube hoàn toàn. Cái việc thứ hai đó là với SEO đề xuất thì không bao giờ xuất hiện trên web các bạn nha. Đối với SEO đề xuất đó, SEO đề xuất không bao giờ xuất hiện với web, mà SEO đề xuất chỉ là một cái khái niệm dùng trong cái lĩnh vực YouTube. Vì các bạn phải hiểu rõ một cái điều rằng này, khi chúng ta thực hiện trên YouTube thì chúng ta có được SEO đề xuất thì chúng ta mới có người xem tới. Người xem càng nhiều và khán giả càng nhiều, và đồng nghĩa với việc rằng bạn sẽ có tiền càng nhiều thông qua cái việc họ xem video của bạn. Đó là cái lý do làm sao SEO đề xuất thì nó, các bạn phải xác định một cái điều chốt lại, nó quan trọng với mảng YouTube nhưng thằng SEO top nó quan trọng với mảng web. Đây là câu trả lời ngắn gọn súc tích nhất của mình. Và bây giờ bạn sẽ nhìn vào màn hình để mình phân tích kỹ cho các bạn về vấn đề này, và rồi chúng ta sẽ đến chỗ mà mình sau màn hình để cho các bạn dễ hiểu rõ hơn. Khi bạn nhìn ở đây, các bạn thể thấy rằng là khi chúng ta vào trong kênh YouTube của chúng ta thì có hai vấn đề, đó chính là chúng ta sẽ như thế nào là SEO top và như thế nào gọi là SEO đề xuất. Mình nói trước về vấn đề SEO đề xuất vì nó quan trọng với YouTube. Nếu video hiện tại bạn đang xem đây nó là của đối thủ, đúng không? Nó là của đối thủ. Còn video bên cạnh cái mục bên này nó là video của bạn thì lúc đó bạn đang được đề xuất. Và cách đề xuất của bạn có thể bạn SEO đề xuất bạn ăn được, và có thể chủ đề YouTube họ gợi ý bạn ăn được. Đơn giản thế thôi, gọi là hiểu về SEO đề xuất. Cái mục thứ hai, video này là của bạn. Và tất cả những cái video ở bên tay phải này nếu nó đồng loạt là của kênh channel của bạn thì đó cũng gọi là một cách SEO để có thể ăn đề xuất. Đơn giản thế thôi, và nó cực kỳ quan trọng với đại YouTube. Và bên dưới này thì mình tiếp tục kéo xuống. Đồng thời mình sẽ trả lời câu hỏi của kênh channel Hoàng Việt Vinox. Em lại có hỏi về cái việc đó là em không re-up, em quay Vinox ý, anh có cách nào để có thể làm top nâu hơn không? Thì chia sẻ với mẹ Hoàng Việt Vinox một cái điều rằng là em muốn SEO top ý, nó rất đơn giản. Nó cực kỳ đơn giản. Ví dụ anh gõ cái từ gì mà có thể, thì chắc chắn đây là từ này của anh thì anh luôn luôn đứng top rồi, đúng nào? Khi các bạn search một từ khóa và các bạn đứng top tất cả mọi video, hoặc bạn đứng mở một từ khóa, bạn nằm ở một vị trí đầu tiên thì đó gọi là SEO top. Còn những cái video ở bên dưới của bạn, những cái thứ hạng đó còn tùy vào cái vị trí của đối thủ bạn nằm ở đâu. Nhưng thực sự ra đối với YouTube, SEO top nó không thu hút cho bạn là cái gì, trừ khi bạn nổi tiếng. Bạn nổi tiếng, bạn có rất là nhiều người xem thì cái từ khóa của bạn sẽ hot. Hot đồng nghĩa với việc mình, ví dụ đơn giản giống như Thơ Nguyễn và Nguyễn Thành Nam NTN ấy. Thì đó là lý do làm sao thì lúc đó chúng ta mới gọi là SEO top, gọi là SEO top hiệu quả được. Chứ còn chúng ta mà nèo đèo nẹt đẹt không có ai xem cả thì đó SEO top chả để làm gì. Đó là câu trả lời cho Hoàng Đồng Việt Vinox. Còn với một website khi chúng ta gõ đó là học SEO. Học SEO hiệu quả, đúng không? Thì khi các bạn nhìn thấy từ học SEO hiệu quả ở đây thì nó không phải là thứ hạng Google mình đang tra trên cốc cốc, đúng không nào? Bạn thì thấy rằng nếu như có một cái trang web nào đó nó đứng trên top này thì SEO top này nó cực kỳ quan trọng với lại website. Quan trọng một cách đó là quyết định những cái thứ hạng website của bạn xịn hay không xịn. Thứ hai, quyết định về cái việc rằng là cái đội ngũ SEO của bạn tốt hay không tốt. Thứ ba, sẽ quyết định về cái việc đó là người xem họ sẽ đến với lại website của bạn khi họ sửa từ khóa, vì hành vi người dùng họ hay tra top 1, top 2, top 3. Và đó là cái điều mình chia sẻ video này cho các bạn. Cho nên các bạn phải hiểu rõ và chốt lại vấn đề rằng SEO top, SEO đề xuất thì cái nào quan trọng. Nó quan trọng khi chúng ta để nó đúng vị trí. Nó không quan trọng khi chúng ta hiểu sai vấn đề. Đơn giản thế thôi. Và mong rằng video đã hữu ích cho các bạn. Và hãy nhớ kỹ, SEO top quan trọng với web, SEO đề xuất quan trọng với YouTube. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.